Hello, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ tiếp với các bạn về cái tiến độ làm cái vụ smart home ở nhà mình. Thì hiện tại ha, những cái đồ smart home trong nhà mình á, nó đã được hoàn thành đâu đó cỡ 95% rồi. Và mình chỉ còn một vài cái thứ khác để mà mình setup cho xong, rồi sau đó mình sẽ làm một cái video khác để mà trải nghiệm. Còn riêng trong cái video này á, mình muốn chia sẻ với các bạn một số cái cập nhật cũng như là những cái kinh nghiệm của mình, những cái vấn đề mà nó phát sinh trong quá trình mà mình làm cái vụ smart home này. Thì mình hy vọng là nó sẽ giúp được cho các bạn trong cái việc mà các bạn đi thi công trong cái việc mà các bạn thi công cái smart home cho chính mình, hoặc là các bạn nào mua lẻ không phải chơi smart home nguyên bộ cũng có thể tham khảo được. Những cái thứ mình chia sẻ nó liên quan tới công tắc thông minh, nó liên quan tới rèm và nó liên quan tới kết nối. Rồi, chúng ta hãy bắt đầu. Cái đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn á, là cái rèm thông minh này nè. Thì các bạn thấy là cái rèm này mình đã lắp xong. Và ở đây có cái remote để điều khiển. Bạn cũng có thể điều khiển qua app này nọ, nhưng mà bây giờ mình sẽ thử điều khiển bằng remote cho các bạn xem. Đó, đây là cái rèm ở bên ngoài. Còn đây là cái rèm ở bên trong nè. Để mình... Để mình mở cái rèm ngoài ra cho các bạn xem. Đó, thì các bạn thấy cái rèm trắng ở trong á, để mình lấy nét lại đó, thấy không? Thì cái rèm trắng bây giờ nó cũng đã bắt đầu nó đóng lại rồi. Thì cái rèm ngoài á thì không vấn đề gì, nhưng mà cái rèm trắng này á thì có khá nhiều thứ mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy mấy cái móc rèm đó không? Đó, mấy cái móc rèm đó là cái thứ mà phát sinh trong quá trình mình làm cái smart home. Thì cụ thể nó như thế nào? Bạn thấy mấy cái móc á, thì khi mà cái móc này nó đã được thay thế rồi, cho nên các bạn thấy là nó kéo ra kéo vô rất là mượt mà. Nhưng mà ban đầu á, bởi vì những cái móc có sẵn của cái bên làm rèm á, nó quá là nhỏ so với lại cái thanh ray là cái thanh màu bạc, cho nên vấn đề xảy ra đó là lúc mà đóng cái rèm lại thì nó kêu kít 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 kít, còn không á thì nó không đóng được luôn, hoặc là đóng rất là chậm. Lúc đó bạn phải đi ra bạn giật cái màn kiểu vậy nè. Đó, thì nó rất là mất công. Thì mình đã fix cái vấn đề đó như thế nào? Đơn giản thôi. Mình nhờ bên thi công smart home của mình á, mấy bạn mua mấy cái móc rèm mới về móc vô. Thì như vậy bạn sẽ không cần phải thay bộ rèm của mình, bạn không phải làm gì phức tạp hết, chỉ thay cái móc ở trên là nó hoạt động như ý. Nãy các bạn thấy rồi đó, nó đi ra đi vô rất là dễ dàng. Ngoài ra thì mình muốn chia sẻ thêm với các bạn á, là khi mà các bạn làm cái bộ rèm thông minh thì các bạn có thể dùng lại cái rèm có sẵn của mình, không nhất thiết là phải đi mua một cái rèm mới hay là phải may lại từ đầu. Một cái bộ rèm nó có thể lên tới 6-7 triệu, rất là mắc đúng không? Không có lý do gì chúng ta phải bỏ nó đi hết. Và những nhà sản xuất những cái thiết bị smart home họ cũng đã tính hết rồi. Cái mà họ làm á là một cái motor và cái ray rèm thôi, thì lúc đó bạn kéo cái rèm ra vô, thay vì bạn kéo bằng tay thì bây giờ bạn kéo bằng máy, và cái máy đó nó có kết nối với lại wifi, kết nối với lại Zigbee để bạn điều khiển trong cái hệ thống smart home của mình. Ở đây để mình cho các bạn xem cái motor của cái rèm nhà mình nha. Thì đây là cái motor này các bạn. Nó được giấu rất là kỹ, được giấu rất là đẹp vào bên trong cái rèm. Thì thật ra hai cái motor này là dùng cho hai cái lớp rèm. Mỗi một cái cửa sổ nhà mình là có hai lớp rèm. Thì khi mà các bạn không sử dụng á, thì các bạn thấy là bạn hoàn toàn không thấy nó luôn. Đó, chỉ khi nào mà bạn vén cái rèm ra thì bạn mới thấy được là có một đống máy móc và dây nhợ bên trong. Thì đây là một cái mà mình khá ưng ý. Ban đầu khi mà định làm cái vụ rèm thông minh thì mình rất là ngại cái việc mà nó lòi ra, nó xấu này nọ. Nhưng mà bây giờ thì mình đã rất là yên tâm rồi. Cái vấn đề mà mình phát hiện ra ở cái lúc mà mình làm smart home đó là, đây là bạn thấy đây các công tắc của mình, và đây là phiên bản công tắc thông minh nhưng mà nó không cần dây nguội ở bên trong. Thì vấn đề của cái công tắc không cần dây nguội á, là đối với lại một số đèn công suất thấp, ví dụ như cái đèn toilet cũ nhà mình, thì nó có thể là nó sẽ bị chớp. Giải pháp là gì? Giải pháp của mấy bạn kỹ thuật rất là đơn giản, các bạn leo lên các bạn gắn thêm một con tụ nữa là xong. Với tất cả những cái đèn kiểu downlight như thế này ở nhà mình thì mình chỉ gặp vấn đề với là hai cái đèn nằm trong toilet thôi. Và khi mà mình gắn cái con tụ vô thì nó đã hoạt động y như bình thường. Nếu mà bạn dùng cái công tắc thông minh mà phiên bản có dây nguội thì nó sẽ không có gặp vấn đề đó đâu, chỉ bị với phiên bản mà mình đang dùng thôi. Thì mình hỏi bên Jarvis thì họ nói đây là cái nhược điểm chung của những cái công tắc không có dây nguội luôn, chứ không có chỉ sản phẩm của họ, mà hãng nào cũng sẽ gặp vấn đề như vậy. Và cách khắc phục là gắn thêm mấy con tụ, cũng rẻ à. Mình nghĩ là đóng tụ chắc chừng mấy chục nghìn là hết à. Chỉ có điều là bạn sẽ phải, lúc mà bạn làm á,
thì bạn nhớ để ý, nếu như mà bạn không biết tự gắn tụ thì bạn nhờ thợ điện gắn tụ lên trên cái đèn cho bạn là xong ha. Cũng không có phức tạp lắm đâu, những bạn thợ điện ở ngoài tiệm rất là quen thuộc với những cái việc đó rồi. Thật ra thì hôm qua ở trong cái toilet mình mới cho các bạn coi á, sau khi mà mình lắp cái đèn có tụ xong cái mình mới được giới thiệu cho cái đèn Wish Downline này, cái mình đi mua hai cái đèn Wish Downline này luôn. Kết quả là bây giờ hai cái toilet của mình là dùng hai cái đèn Downline. Thứ nhất là nó sáng hơn, công suất nó cao hơn so với lại cái đèn cũ nó tối quá. Vô toilet mà nó cứ tối tối mò mò mình không có thích. Và thứ hai nữa là mình có thể chỉnh được cái màu. À đây. À, mình có thể chỉnh được cái màu, chủ yếu là tông màu trắng nè. Bạn thấy là nó chuyển được từ tông màu trắng sang màu vàng và vàng nắng, từ 2700 độ K tới 6500 độ K, công suất 17W. Cái đèn này 4-500 ngàn vậy, mình quên mất rồi, cũng rẻ. Và đèn này là Wish. Wish là một cái thương hiệu của Philips. Bạn nào thích thì bữa nào mình làm thêm một cái video Wish riêng cho các bạn coi ha. Cái vấn đề thứ ba khi mà làm cái smart home đó là cái sóng Zigbee nó không có phủ hết nhà của mình, bởi vì nhà của mình tính ra thì cũng khá nhiều tường á, và cái cục home control là cái cục phát Zigbee thì nó lại nằm trong phòng làm việc. Nếu như mà bạn nào cũng gặp cái vấn đề như vậy thì các bạn đi mua thêm cái repeater Zigbee như thế này. Đây là cái repeater nè, đó, để mình gỡ ra cho các bạn xem. Này là của mấy bạn Jarvis đưa cho mình luôn. Và cái repeater này nó giống cái repeater wifi vậy đó, nó sẽ giúp mở rộng cái tầm phủ sóng của sóng Zigbee lên, thì như vậy các kết nối nó sẽ ổn định hơn. Mình gặp vấn đề với lại cái sóng Zigbee ở trong cái toilet trong cùng của nhà mình, thì mình mở rộng bằng một cái repeater như thế này thì vấn đề đã được giải quyết. Và nếu như mà bạn dùng rất nhiều thiết bị hoặc là bạn có một cái không gian tương đối rộng thì bạn nên trang bị thêm cái cục repeater như thế này, nó cũng có, mình nhớ là 200-300 ngàn gì đó, cũng khá là rẻ thôi. Còn nói về một số kịch bản thông minh á, thì hiện tại mình vẫn đang setup, nhưng mà mình có setup sẵn một số thứ. Ví dụ như là bây giờ bạn nhìn cái công tắc này nha, bây giờ là đèn ở trong nhà mình nó vẫn còn đang sáng và rèm đang mở, tức là mình đang ở trong nhà. Bây giờ mình ra khỏi nhà thì cái thao tác bình thường mình làm là gì? Mình kéo rèm, mình tắt tất cả đèn này, mình tắt máy lạnh. Thì thay vì mình phải đi làm từng thứ thủ công như vậy á, thì mình set một cái kịch bản cho cái nút này. Đó là khi mà mình bấm tắt nó đó, thì bạn sẽ thấy là nó tự động nó tắt hết đèn, nó tự kéo rèm, nó tự tắt luôn cái máy lạnh luôn à, rất là tiện đúng không? Thì như vậy mình chỉ việc bước ra khỏi nhà thôi. Thay vì chúng ta phải làm những cái việc đó thủ công mỗi lần ra khỏi nhà, thì bây giờ nhấn một nút nó tắt kịch hết cho bạn, rất là khỏe. Có một số bạn có thể sẽ comment vậy nè: ông ơi, ông đi tắt đèn này nọ cho nó ốm bớt. Thì mình nói là chả liên quan, mỗi ngày mình bơi có khi còn bằng cả chục lần, cả trăm lần mà mình đi tắt mở mấy cái đèn này nữa. Nó chỉ giúp cho bạn tiện hơn và đỡ phải quên khi mà các bạn đi ra khỏi nhà khá là vội, thì bấm một nút là được rồi. Một cái kịch bản thứ hai mình cũng đang setup, đó là khi mà mình đi vào toilet thì nó sẽ tự mở đèn. Đây đó. Thì nó có cái cảm biến chuyển động ở trong này nè, thì nó sẽ tự mở đèn lên, các bạn thấy không? Đó. Thì đây là một cái use case mà mình cũng thấy là khá là tiện. Để mình thấp xuống một chút. Nhảy qua đây. Ok. Để mình cơ bản thì bạn hoàn toàn có thể setup để mà các bạn vừa đi ra thì nó tắt cũng được, nhưng mà mình thì chưa làm tới cái khúc đó. Mình chỉ mới làm tới cái khúc mà đi vào thì bật đèn thôi. Và bản thân mình thì mình cũng thích cái việc mà mình đi ra khỏi toilet thì mình tự tắt đèn hơn chứ không gì. Rồi, ở trong phòng ngủ của mình thì sẵn cho các bạn xem luôn ha. Đây là cái rèm, và cái rèm này nó cũng có cái motor smart nữa nè. Và nó cũng nằm trong đây, gọn ha. Nhìn yêu ghê luôn á, bình thường giày đâu có ai thấy đâu. Kể cả khi mình ở trong phòng ngủ mình ngồi lên cái bay window này mình chơi, mình giải trí này nọ thì nó cũng không có vướng dây điện hay là gì hết. Và ở trong nhà mình á, thì còn có ngoài cái cảm biến chuyển động nè, đó, các bạn thấy nó chớp đỏ lên, tức là mình mới vừa đi ngang qua, thì nó còn có cảm biến cửa nữa, để khi mà mình mở cửa ra thì nó sẽ tự sáng đèn, nó đang sáng sẵn rồi. Còn bây giờ mình đóng lại nè, thấy không, thì nó tự tắt cái đèn này đi, mình khỏi phải tắt nữa, đỡ mất công. Rồi, đó là những cái thứ mà mình muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới cái phần smart home ở nhà mình. Mình hy vọng là nó đã giúp được cho các bạn khá là nhiều thứ rồi. Trong cái video sau thì mình sẽ quay nó đẹp hơn, nó rõ ràng hơn, và mình chia sẻ với các bạn cách mà mình sẽ setup những cái automation như thế nào, rồi cái smart home này mình có thể điều khiển
qua app của Jarvis như thế nào. Mình có thể dùng nó với lại Google Home hay là mình dùng nó với lại app của HomeKit ra sao. Rồi vậy ha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau. Video này mình update nhanh bởi vì mình phải tự quay, hôm nay không có ai quay giúp mình hết, cho nên là nó hơi rung và nó hơi xấu một chút, các bạn thông cảm. Xin chào, hẹn gặp lại. Các bạn nhớ subscribe channel của mình nha. Bye.